Phần thi nghi thức đội, chi đội Minh Sơn bắt đầu. Đang tiến vào lễ đài là chi đội Minh Sơn với 48 bạn đội viên. Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự dìu dắt của các chị đoàn viên thanh niên, trong nhiều năm qua chi đội Minh Sơn luôn giành được những thành tích cao trong các kỳ hội trại, đặc biệt là phong trào học tập và rèn luyện. Đã có nhiều bạn là tấm gương sáng trong học tập, là những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong những năm qua, kép luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, nhân dân trong xóm, sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị phụ trách và sự cố gắng, nỗ lực của các em thời gian qua. Thay mặt ban tổ chức, xin chúc các em thực hiện xuất sắc phần thi của mình. Vâng, kính thưa quý vị, trong nhiều năm qua thì chưa có năm nào, năm nay chi đội Minh Sơn có đến 48 em đội viên đại diện xuất sắc để tham gia phần thi, và chúc các em tự tin để thực hiện xuất sắc phần thi của mình. Chi đội trưởng cho đội hình của mình tiến lên phía trước nữa đi, gần với đồng chí tổng trưởng phụ trách đội. Chào báo cáo các em thực hiện phần chào báo cáo. Và như vậy thì các em chi đội xóm Minh Sơn đã thực hiện xong phần chào báo cáo, và bây giờ các em đang di chuyển đội hình thực hiện nghi thức chào cờ quốc ca, đội ca, và sau đó các em sẽ thực hiện phần thi xếp chữ. Kính thưa quý vị, với một dàn đội hình trang phục quần trắng, áo trắng, mũ xanh và những bông hoa tươi thắm trên tay các em rất đẹp mắt, xin chúc các em chi đội Minh Sơn tự tin và thực hiện tốt phần thi của mình. Vâng, kính thưa quý vị, thì trong những năm qua thì các cơ sở, các cấp ủy, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và toàn thể bà con nhân dân, các bậc phụ huynh cũng đã tạo điều kiện hết sức cho các em thiếu niên nhi đồng. Hiện nay thì cơ bản các xóm chúng ta đã đầu tư cho các em những bộ trang phục rất đẹp mắt. Và bây giờ chi đội Minh Sơn đang thực hiện xếp chữ U để vào thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, đội ca. Thank you.
an toàn trong ngàn yêu thương. Và kính thưa toàn thể quý vị, em thấy hội trại hè năm 2024 năm nay chi đội Mỹ Sơn với 48 em đội viên tiêu biểu, vâng, một đội hình rất là đồng đều, đẹp mắt, chắc chắn sẽ cống hiến cho quý vị khán giả những màn trình diễn đẹp mắt và thực hiện đúng yêu cầu của ban tổ chức. Như vậy là rất nhanh chóng các em đã di chuyển đội hình xếp hai chữ cái đầu tiên. Hè vui. Vâng, rất đẹp. Cổ động viên Mỹ Sơn ạ. Vâng, xin chào các em. Rất mong các em có thêm động lực để tiếp tục thực hiện tốt phần thi của mình. Cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng chi đội xóm Mỹ Sơn.